Tết hỗ trợ mùa dịch duy nhất tháng 1 tại Kisato, giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông, combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông, giảm giá thiết kế lâu đài còn 160.000 đồng trên mét vuông, thiết kế nội thất lâu đài còn 200.000 đồng trên mét vuông, thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông, khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Nhanh tay đăng ký nhận ưu đãi ngay.